Xin chào tất cả các bác nhé. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó, khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả. Xin chào tất cả anh em nhé. Ngày nay test thử cho anh em, nhiều anh em hỏi là cái chất âm của cái cục bộ đề 4150 này. Nó bán con này rất là nhiều rồi, từ hôm nhập về cách đây gần một tháng nó bán được khoảng độ hơn 10 cục rồi em nhé. Và anh em vẫn muốn hỏi là cái chất âm của cái con này thì như thế nào, thì hôm nay em sẽ mỗi một kênh em sẽ đánh cho một cặp bát 30, đây là loa 4012 và một cặp TWK12 bát 30 nhé. Và một kênh thì em sẽ đánh cho đánh cho súp anh em nhé. Đấy, kênh C sẽ cắm cho súp. Đấy, đây, dây súp. Đấu cắm một kênh C nhé. Đấy, rồi ok, cắm nguồn vào. Vì anh em nhìn này, nó bằng đúng con vang anh em nhé, bằng đúng con vang. Và công suất của nó là 1500W một kênh. Anh em thấy rút cái con cục đẩy cái ra em. Đấy, rồi ok. Đấy, về anh em nghe nhé. Đấy, khởi động chưa? Ok chưa? Ok, xịn xòi chưa? Được rồi, để đấy đi em. Rồi. Đó, đây này. Đó, đây là full, đây là súp này. Đấy, anh em thấy chưa? Ok chưa? Nghe sướng không? Nghe chắc súp. Quân ơi, cho tiếng nhạc trên đấy to một tí. Trên máy tính, em cắm trực tiếp nhạc từ máy tính vào cốt nhá. Anh em nhá. Ok chưa? Đấy. Anh em thấy không? Anh em nghe cái chất âm. Vừa đây nhá. Đây là kênh súp này. Kênh C là kênh súp này. Kênh 1 2 là full này. Đấy, đây là súp này. Đó, nó chỉ hơi nhấp nháy thôi anh em nhé. 1500W đánh con súp 50 đây. Và mỗi kênh này đánh một cặp bát 30. Anh em thấy chưa? Ok chưa? Đây, anh em đấu linh loa anh em nhé. Linh loa nhé. Bên kia em linh nhé. Ok chưa? Linh loa hết anh em nhé. Anh em thấy nghe cái chất âm thấy thế nào? Đó, rất là lực anh em nhé. Đó. Đấy, thì con D4150 này giá hiện tại là 14.500.000 đồng anh em nhé. Với con này thì công suất 1500W một kênh thì có thể một kênh có thể đánh tốt được một cặp súp 50 coi 100 em nhé. Một chiếc súp 50 coi 100, súp kép như này, hoặc anh em đánh một cặp súp này anh em nhé. Đấy, thì anh em có thể thấy ạ. Ok chưa? Đó. Còn những loa 30, 40 đôi này thì ngon lành luôn. Hoặc 725 anh em nhé. Loa JBL 725 đấy, tức là 2 bát 40. Thì mỗi kênh đánh được một quả luôn anh em nhé. Tiếng rất sáng sạch. Anh em nghe tiếng chất âm thấy thế nào? Rất là hay đúng không ạ? Sáng tiếng. Thì mỗi một kênh có thể đánh được với một quả, một chiếc 725 anh em nhé. Một kênh đánh một chiếc 725. Một kênh có thể đánh được một chiếc súp kép 50 như thế này, hoặc là một kênh có thể đánh được một cặp súp đơn anh em nhé. Đây em đang đánh một chiếc thôi nhưng mà đánh thoải mái, em đã làm video thử rồi. Đấy, con này thì công suất rất là lớn, 1500W. Và không để anh em chờ lâu nữa, sẽ tiếp tục mở nội thất cho anh em cùng xem anh em nhé. Quân có thể là giúp anh mở nội thất. Đầu tiên anh em, con này công suất rất là lớn, anh em nên rút dây nguồn anh em nhé. Cái dây nguồn của nó cũng rất là lớn đây, anh em có thể nhìn thấy đây. Đó, dây này thì cực kỳ là lớn rồi. 2 ly 3 x 2 ly nhé, 2 ly. Cái này sử dụng mạch PFC. Đó, tắt luôn cả con cốt đi em, cho nó dịch lên đây một chút. Đấy, cho dịch lên đây cho nó cân. Đấy, con này thì nó nhẹ, nó tầm khoảng độ chỉ 10kg thôi em nhé. 10kg. Đóng vào nó rơi vào tầm khoảng độ 11kg thôi. Không có
không có nặng. Và như anh em cũng đã thấy rồi, nó bằng con cốt này luôn anh em nhé, bằng con cốt. Con này thì anh em có thể đánh được chập bridge anh em nhé, bridge, paranel, stair, đầy đủ các chế độ cho anh em. Đó, thì cái chiều sâu của nó ấy, nó chỉ tầm khoảng độ 38 phân thôi anh em nhé, chiều sâu chỉ 38 phân thôi, đúng không ạ, mỏng 5 cm thôi anh em nhé, cực kỳ mỏng luôn. Đó, em sẽ tháo ra để cho cân vào. Đó. Đó, hoặc là dỡ ra để xuống dưới đất này thì đấy, thì anh em đợi một chút để em tháo ra cho anh em cùng xem cái nội thất của nó anh em nhé. Con này thì rất là đẹp, hàng nhập nguyên con. Với anh em như em nói rồi đấy, anh em chơi full đôi đấy, con này khuyến cáo anh em là nên chơi full thì tiếng nó hay, tiếng con này rất là hay, nó trong nó sạch sẽ anh em nhé, nó sạch sẽ, nó trong đấy, và tiếng bát nó cũng rất là gọn đấy, nó không bị ù, không bị nhòe anh em nhé. Con này thì này, anh em về anh em chơi full thì tuyệt vời luôn rồi. Chơi full anh em chơi 725 hoặc là chơi Line Array 40 chẳng hạn. Đấy thì anh em có thể xem cái nội thất của nó. Đấy, đây đúng không ạ? Cái nhìn cái nội thất nhìn phê anh em nhé. Mạch của nó là mạch nguồn PFC thì nó có thể là giảm thiểu cái điện năng sử dụng anh em nhé. Giảm thiểu điện năng sử dụng. Đây là hai biến áp này. Đây là phần nguồn. Đó, phần nguồn và phần công suất nó tách riêng. Con này thì công suất của nó, nhà mắc của nhà sản xuất thì nó lên tới là mắc là 1.800 anh em nhé. Đây nó ghi là D41-80-100 này. Đấy, CH34 anh em nhé. Mới sản xuất thôi, mùng 5 tháng 4 năm 2020. Mạch này nó mới sản xuất ra anh em nhé. Mạch này là mạch mới sản xuất. Đây CH12. Đấy, CH12. Đấy, anh em có thể thấy chưa? Đấy, rất là chất cái mạch này của nó. À, và tụ nó tích điện, tụ xịn mà nó tích điện rất là lâu anh em nhé. Bây giờ nó vẫn đang xả tụ đây, anh em thấy có thể thấy cuộn cảm rồi. Nó có bắn keo rất là đẹp, rất là cẩn thận anh em nhé. Đấy, thì con này thì với công suất nó rất là cao, 1.500W, thì như em nói rồi, những đôi bát 40 rồi súp 50, nếu mà súp đơn ấy, thì nó dã nhẹ nhàng luôn anh em nhé. Còn súp kép thì quay 100 anh em nhé. Với công suất này thì anh em chỉ nên chơi với quay 100 thôi. Đấy, còn nếu chơi mới quay to hơn thì anh em phải chơi những cái con tầm 2.000W anh em nhé. Đấy, cho anh em xem. Nó rất là đẹp anh em nhé. Cực kỳ đẹp. Với con công suất này. Đấy, em có thể bỏ ra. Tí đã lắp lại. Đấy, thì với con này thì nó tụ thì nó sử dụng 160V. Tụ rất là cao. 1.000mi. Anh em nhé. Đó, thì anh em có thể xem qua cái dòng mạch này tầm 10kg thôi, nhưng mà cái chất lượng linh kiện rồi chất âm đưa ra rất là tốt, tiếng rất là hay. Và những cái mạch này ấy, nếu mà có lỗi thì bên em sẽ đổi main luôn chứ không phải sửa chữa anh em nhé, vì cái này nó cũng rất là nhẹ đấy, nó không nặng, nó rất là nhẹ anh em nhé. Đấy thì anh em có thể tham khảo với con này, giá hiện tại 14.500 sẽ bao ship cho tất cả anh em. Anh em có nhu cầu mua hàng thì liên hệ trực tiếp với hai số điện thoại bên dưới giúp em. Rồi chào tất cả anh em, hẹn anh em ở clip lần sau anh em nhé. Và anh em có thể nhìn thấy cái nguồn, dây nguồn của nó rất là lớn anh em nhé, cực kỳ lớn luôn. Đấy, biết cái độ chất rồi. Đấy, rồi chào tất cả anh em, hẹn anh em ở clip lần sau anh em nhé.